trong hội chứng kiến và cũng nhờ các ân đức của thầy Minh Trí, Cù Lao Bửu để vận động để chúng ta có cái cơ hội mà góp sức để nó hoàn thành cái cầu hôm nay. Thì cái cầu được hoàn thành dựa trên kinh phí vật tư của hội chứng kiến cùng các mạnh thường quân và công sức đóng góp của bà con địa phương, thì không có gì là vui hơn là đi xây cầu và làm cái gì đó nó rất là thiết thực cho địa phương. Chúng tôi rất là cảm ơn là các vị đó đóng góp và làm cho nó đúng tiến độ. Sau á nó cũng sẽ gọn gàng như thế này để chúng ta có